Yo, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel mình đây, từ từ bà đạo người nha. Thì ra anh em một game kho báu truyền thuyết nha, mình đây, từ từ bà đạo bạn nào. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, chưa vào video cho anh em xem video ngày hôm nay, like, share, đăng kênh, đừng xin nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục hành trình cập nhật code dùng chung mới nhất của game kho báu truyền thuyết anh em nhé. Sau đó thì cùng nhau đi vui chơi sự kiện các bạn, 1, 2. Hôm nay tôi đủ đồ thanh kỳ rồi thì phải anh em. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì hôm nay tôi đủ đồ phanh kia rồi anh em. À không, mình đủ đồ từ hôm qua rồi ạ. Vâng ạ, tôi không để ý anh em, để ý từ hôm qua rồi các bạn. Rồi, các em mà chúng ta đã có phanh kia về độ rồi anh em nhá. Còn dư điểm này thì cứ từ từ anh em, chắc là mua nó chỗ này các bạn, mua thêm đá này về để mà quậy cho nó ngon. Nhận quà nào. Lợi điểm rank. Thư này có gì hot đâu, nhận luôn đi anh em. Vô. Ồ, đâu ra nhiều kim cương rứa này. Check coi mới được anh em. Nối chơi. À, quả đèn bù các bạn, quả đèn bù, đèn bù. Vô, phần quà ngon này lại 1k dưới kim cương anh em. Không để ý các bạn. Nhận nào. Lại lên cấp. 900 kim cương. Trời ơi, quá trời quà luôn các bạn. Trước mắt chưa biết thế nào anh em, vừa mới vào thôi đã quà quá trời luôn, quá trời quà luôn rồi ạ. Tự động nào. Ok, tự động tiếp anh em, hoàn thành. 21 rồi. 60 kim cương. Ok kìa, 300 1k đâu hết rồi. Đùa toàn 60 kim cương ạ. À. 60 nữa ạ. À. Vâng, 60 cứ một phát ra luôn thì nghe lời anh em là được 30 kim cương. Chứ đâu 2 đến 3 phát mới ra thì nó nặng rồi. À, xem nào đánh được không? À, đánh được này. Thế thì đánh luôn đi, tội gì các bạn. Không vượt được thì mình đáng lo chứ anh em, vượt được thì tội gì mà không vượt ạ. À. Nó lại tới map thôi. Ok. Rồi nhận luôn. Rồi. Cốt 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 mới anh em, cốt mới các bạn, đây đây. Đây gọi nha, cốt mới các bạn. Bộ nhớ nào. Đây anh em. Đổi nào. Đó, con mới đây anh em. Cũng được, đại khái thì cũng tàn tạ. Rồi, quá trời quà luôn. Từ anh em vào trong này check cái khu vực đây này. Quyết chiến thượng đỉnh. Nó có lối thì nối, chắc nối khu vực này thôi anh em. Ok, mình bị cướp hay sao mà cứ bị mất hoài vậy. Ok kìa. Công nào, từ từ anh em xem chi tiết đã. 800 800 700. Rồi ok các bạn, công nào. Ok. Rồi. Ok, phòng thủ. Quan bảo điều khiển. Xem nào anh em, chi tiết không? 900, 800. Rồi. Thế này được rồi anh em. Rồi, xong rồi anh em, xem nào. Công phòng. Rồi các bạn nhá. Ok, tạm ổn khu vực này. Chiến hàm từ từ anh em. Điểm nào, qua shop điểm coi anh em. 4 cái này. Ở đây thì cũng chưa đổi được server. Rồi. Mười mấy? 14k.
Dù 50k mới đổi được một cái này anh em, hay em hơi hơi khan đấy nhờ. Thôi đồ này đây anh em, một ca đá này đi, tính sau. Giờ có đồ mạnh kata thì được bao nhiêu? Được 15 mảnh các bạn, thôi, thôi 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 nghỉ luôn đi ạ. 15 mảnh thì đổi làm cái quái gì trời. Em chỉ đổ 2 sao rồi. Thôi cái đồ đồ đúc về anh em sau dùng nhiều. Kiểu gì kiểu bạn về đồ đồ đúc về sau thì cũng dùng nhiều. Rồi. Càn quét nhiệm vụ nào anh em. Tranh thủ đi làm nhiệm vụ nào, trị liệu. Hồi phục. Bạo sát thương này. Rồi. Toạt này. Quá trời nhiệm vụ luôn anh em. Tranh thủ đi làm. Hôm nay pháo đài à? 26 mét. Bao nhiêu? 12 mét. Ô được anh em. 23 rồi, hai phát đã được 23 rồi. 34 47 50. Ô 60, 60, 60 các bạn. 72 73 luôn anh em, ngon lành. Chả tội gì không chơi các bạn. Bỏ qua. Công hiến nhẹ nhàng. Rồi. Đảo người cá. Tôi càn quét luôn đi anh em, qua được đâu mà. Rồi ok. Impel Down. Chiến hàm. Tăng nhanh phát. Cũng không lên được các bạn, tạm thời chưa lên được. Nhiệm vụ nào. Hốt hết nhiệm vụ đi anh em. Hôm nay thứ hai đầu tuần nhỉ, đúng rồi, hôm nay thứ hai đầu tuần anh em. Tí nữa tôi quên mất các bạn. Tí nữa tôi quên mất này, thứ hai đầu tuần anh em nhé. Thứ hai đầu tuần nhiều cái để chơi lắm. Các bạn cứ bình tĩnh, nhiều cái để chơi lắm luôn á. Đảm bảo với anh em luôn, triệu mộ này. Cao cấp này. Rồi. Thể lực. Nào làm phát hai phát nào anh em. Ai đây. Phát là Tomikuma. Để làm gì? Kuma thì để làm gì? Cho xin cái form 5 sao nào. Thấy form 5 sao đã tạo động lực quay anh em. Kìa không ra được à? Hơi khoai. Không ra anh em. Dưới này cũng vậy. Thôi quay cái làm nhiệm vụ cũng được các bạn. Không ra thôi, quay cái làm nhiệm vụ cũng được. Rồi. Đây các bạn, 1, 2, 3, 4, đấy. Khỏe luôn. Chiến hàm nào. Chưa đủ nâng cấp các bạn. 40 này. Tôi tích để trăm cái mở lần nhưng mà cứ lâu lâu ngứa tay. Funky. Đó, tướng quân Funky anh em. Đây lại có thêm 100 kim cương rồi. 2 sao. Trang bị. Luyện tướng, tướng quân Funky à. Chiến đội ai. Thuyền viên bên thất vũ hại này, hôm bữa tôi đang định vào làm form đúng không nhỉ. Đây đây anh em, luyện tướng 1 2 3. Ok đó, lý do là đây anh em. Ok sẽ chống hai chỗ rồi. Thì phanh kia vào nào. Ở đây còn thừa một chân nữa à. Xanh thì có rồi anh em.
Zin B vào. Đấy, lại đặt Zin B vào anh em, có gì đâu. Ok, xem nào, luyện tướng anh em nhận thêm quà. Đó, tình hình thì chắc là cũng cày cuốc xương xương đây này thôi anh em. Clip chắc thôi tôi kết thúc đây anh em nhá. Đó, có đe dùng chung mới anh em tranh thủ nhận ạ. Ok, video kết thúc đây thôi. Hẹn gặp mọi người clip theo. Cảm ơn bạn đã theo video kênh tự tử đường phố, tự tử bá đạo rất nhiều. Giờ thì bye bye.